Tại Hà Nội, nhóm này đã mở hơn 200 tài khoản ngân hàng, bán với giá 1,2 triệu đồng mỗi tài khoản. Khi vào thành phố Đà Nẵng để mở rộng phạm vi hoạt động thì đã bị bắt giữ. Tại hiện trường, công an thu giữ gần 100 tài khoản ngân hàng và nhiều loại giấy tờ giả. Còn tại Nghệ An, nhóm 10 đối tượng này cũng đã thuê người dân mở trên 3.000 tài khoản ngân hàng với giá 400.000 đồng mỗi tài khoản để bán ra nước ngoài ăn giá chênh lệch hàng chục lần. Em đi tìm người để làm những cái tài khoản để gửi sang bên Đài Loan để cho họ phục vụ cho cái mục đích chơi game online mà em cũng không nắm rõ là những cái game gì. Công an cũng đã thu giữ hàng trăm sim điện thoại, trong đó có nhiều sim điện thoại đã được kích hoạt mã OTP. Đặc biệt, có nhiều tài khoản đã có giao dịch lên đến 400 tỷ đồng. Tương tự tại các tỉnh thành phố Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương, Vĩnh Phúc, nhiều đường dây mua bán trái phép tài khoản ngân hàng đã bị lực lượng công an triệt phá. Chẳng hạn, nhóm đối tượng này đã bị công an thành phố Hà Nội phát hiện việc mua bán hàng nghìn tài khoản ngân hàng ra nước ngoài cho các đối tượng lừa đảo. Các đối tượng đã mở được hơn 400 tài khoản, khoảng hơn 10 ngân hàng. Có một số lượng lớn các cái tài khoản này đã được mua bán và chuyển qua nước ngoài để thực hiện cái hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bộ Công an cũng đã giao các cái đơn vị chức năng tổ chức đấu tranh, làm rõ các cái đường dây mua bán, chiếm đoạt dữ liệu về thông tin cá nhân tại Việt Nam. Tập trung đấu tranh, vô hiệu hóa các cái hệ thống, các cái trang web cung cấp dịch vụ xác định số điện thoại, đăng ký tài khoản mạng xã hội liên quan đến việc mua bán trái phép dữ liệu cá nhân trên không gian mạng. Cơ quan công an xác định nhiều tài khoản sau khi được các đối tượng bán lại sẽ được sử dụng trong những mục đích không rõ ràng, vi phạm pháp luật như là việc chuyển tiền và rút tiền trong những vụ án lừa đảo, sử dụng sim giác để đăng nhập Internet Banking, liên kết mở các tài khoản, ví điện tử khác để chiếm đoạt tiền gây khó khăn cho công tác điều tra. Vâng, và để có thể tránh được các bẫy lừa đảo trên không gian mạng thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng tiếp tục theo dõi các vệt bài điều tra của các phóng viên của chúng tôi trên các bản tin của VTV Money.